Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 16. Biscuit. Biscuit. That be which noun, no biscuit. Cake. Cake. That be which noun. Chicken bone. Chicken bone. That be which noun. Chop. Chop. That be which word. Cookie. Cookie. No cookie. That be which noun. Fairy tale. Fairy tale. That be which noun. Forest, forest, chia noun. Fog, fog, chia noun. Gretel, Gretel, chia noun. Hansel, Hansel, chia noun. Howard, chia noun. Hack, chia verb. Loss, loss, nó chia tay tay cao, bỏ biển loose, chia verb. Map, chia noun. Nasty, nasty, chia adjective. Oven, nó bị chia noun. Pie, that which is noun. Sequin, that which is noun. Stepmother, that which is noun. Sin, that which is adjective. Trail, that which is noun. Treasure, that which is noun. Witch, that which is noun. Food cutter, that which is noun. Hello everybody. Okay, now we start to learn our lesson chapter 6, folk tales and fairy tales. Folk tale មាន ន័យ ថា រឿង ប្រជា ប្រិយ. Fairy tale គឺ រឿង និទាន. យើង ពន្យល់ នៅ ក្នុង unit 16, Hansel and Gretel. Hansel ឈ្មោះ គេ, Gretel គឺ ឈ្មោះ គេ.នៅក្នុងមេរៀននេះគឺបងប្អូននឹងយល់ច្បាស់អំពីការប្រើ past simple ហើយនឹង past continuous Hansel and Gretel into the forest they went. Into មានថាចូលទៅក្នុង forest គឺព្រៃចូលទៅក្នុងព្រៃដែលពួកគេបានទៅ crossword puzzle របងប្រាជ្ញាពាក្យខ្វែងComplete the puzzle with the word from the box. Write them in the notebook. ចឹងបងមើលនេះគឺជា crossword puzzle. Biscuit នេះគឺនំ biscuit. Chop នេះគឺពុះកាត់អីហ្នឹង. Cookie នំ cookie. Fairy tale. រឿងនិទាន. Forest ព្រៃ. Loss បាត់វែងអីហ្នឹង. Housework កិច្ចការផ្ទះ.Stepmother, ម្ដាយចុង Trail គឺដានឬក៏ស្នាម Nasty នឹងកាចឬក៏ឆ្នាស់ Food cutter, អ្នកកាប់ឈើ Food នឹងឈើអស់ Cutter, អ្នកកាត់ជាងបងប្អូនមើលនេះ Across, មានថា Across នឹងគឺយើងដាក់មានថាយើងដាក់សេទៅចែកបើដាក់បើ Down នឹងគឺយើងសេចុះជាងបងប្អូនមើលលេខ3 A small, តូច Flat,រៀបស្មើខេកនំនំរៀបស្មើតូចមួយដែលស្ងួតហើយជាទូទៅគឺផ្អែមអញ្ចឹងពាក្យអីគេជា cookie ឬក៏ជាអីអញ្ចឹងហ្នឹង3ហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចសរសេរបងមើលកន្លែងណាលេខ3អសវាអត់សូវច្បាស់តិចអញ្ចឹងបងមើលណាលេខ3B នេះលេខ3អញ្ចឹងមាន biscuit អញ្ចឹងបងអូនសេះ biscuit ឡើងមកណា6 to cut into piece មានថាដើម្បីកាត់ជាចំណិតចំណិតអញ្ចឹងបងអូនមើលលេខ6តែណាលេខ6នេះអញ្ចឹងយកពាក្យអីសេះកន្លែងណាយើងសេះ cross គឺយើងសរសេរគេchop ហើយនេះវាទៅកឡោន2ប៉ុន្តែវាដាច់ chop chop ការងារនៅក្នុងផ្ទះដូចជាដាំស្លជូតស្អាតអីហ្នឹងអញ្ចឹង howard អញ្ចឹងបងប្អូនមើលលេខ10វាសារលេខច្បាស់នេះបងប្អូនសេមកអាធំហ្នឹងមានថា2ច្រឡោះវាសារវាភាពដាច់
Linh buồn thì lòng của mọi cho lòng Linh buồn như Linh buồn lại nè thì ở cho bá mạng ở stream nè để đi ca tao nâng ở bốc rồi bỏ kê mà nè bằng tòa bì lại nè bông tay rồi bằng nàm nè rứ có mô là tiếp lên mà đáy nàm nè chứ nè step mother chẳng con xê lại lên đi đọc xê mà chống á sa à về những cái pi và lo hay sa dương đại ở mạng phần tụ rồi có sinh nhà chứ nè sinh nam chứ nè seri này sinh nhà rồi có vật thổ đại vẫn so tốt nó bị cõi nó về nam nè đa chứng trẻ chứng con mơ cái này nó trẻ lên động mùi trẻ nè nè đi lại nè lên động mùi để sa vì nó sẽ chụp bài trận đau mà đó à mà lúc mình nhận lại cặp chữ chẳng bốn dây lịch muối này là lịch muối có lịch muối này phút cặp chờ nó sẽ một bình bầu về miền là xóa hết dương bạch bình nhỉ rương là sự điên nâng pratica là tàu nâng cao mình chọc là sự bài lịch riêng cho nghe cái fairy tale rồi tiến a light a riêng là môn là thông đại cọc nắp để đam chữ niệm forehead chúng con mới lấy buồn lại nó lấy buồn chẳng dịp đi xây cho mò thì sao việc đáy chắc lại nó cầu miền bỏ lo đó mình đã việc đáy mình miền này tha hay mình mình nước miền này ta cầm nanh hay mình rỉ rỉ chẳng lấy pram con mới lấy pram lại nè việc nasty chẳng con mới lấy pram để sao việc ăn sạch bạc và đã sạch phô 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 a sweet biscuit, no biscuit, I'm trying to cook here in Pala. Not a boat to be found, young man, I rocker, near lost at one way. And for my lane by, not a whole poem much, but nearly by. They chopped them down. Listen and answer the question. You will listen to a story about a boy called Hansel and his sister Gretel. They were very poor. They lived with their father and their bad, nasty stepmother. One day their father took them into the forest. Now listen, what was Hansel's plan? In a faraway land, a poor woodcutter lived with his family. He had two lovely children. The boy was called Hansel, and the girl was called Gretel. They lived in a small house near a forest. They were very happy together. Then one day, their mother died, and the woodcutter got married again. His new wife, their stepmother, didn't like the two children. Every day, the woodcutter went to work in the forest. The two children stayed at home with their nasty stepmother. Their stepmother was very unkind to them. Gretel washed the floors. Hansel, bring the firewood now, she shouted. They did all the housework. One day, the woodcutter was ill. He could not chop wood. He was ill all winter. The family had no money and there wasn't enough food. That night, the nasty stepmother said to her husband, "You must take the children into the forest and leave them there." "I can't do that. I love them," said the woodcutter. "But we don't have enough food," said his wife. "Take them tomorrow and leave them." The children were listening to their nasty stepmother's plan when Gretel began to cry. Hansel hugged his sister. "Don't cry, Gretel. I have a plan too," he said. In the morning, the children went to the forest with their father. When their stepmother had given them two slices of bread for breakfast before they left, Hansel put the bread in his pocket. Then they followed their father far into the forest. While he was walking behind his father and his sister, Hansel dropped the pieces of bread on the ground. He was leaving a trail to find their way back home. Unfortunately, some birds were following them and eating the bread. Hansel, Gretel, and their father walked and walked. "You must be tired," said their father. "Let's stop here.
I'll go and collect some wood. Then we'll go home. You wait for me here. Hansel and Gretel were very tired. They sat on the ground and waited for their father. Soon, they went to sleep. When they woke up, it was dark. I'm frightened, said Gretel. Father isn't coming back. It's cold and dark, and we are lost. Don't worry, said Hansel. I'll look after you. The children were lost. They walked one way, then they walked another way, but they couldn't find their house. Suddenly, they saw a very strange house. Wow, look at that house, said Hansel. It really was a very strange house. There were chocolate cookies on the roof. There were biscuits and nuts on the walls, and it had a big chocolate door. Mmm, said Gretel. I'm very hungry. Let's eat some biscuits. Okay, said Hansel. I'm very hungry too. Let's eat some chocolate. The two children ran up to the house. Hansel pulled a biscuit off the wall and gave it to Gretel. Then he took a piece of chocolate. While they were eating the bits of the house, the chocolate door suddenly opened, and an ugly old woman came out and said, Hello, who's eating my house? We're very sorry, said Hansel. That's okay, you must be hungry, she said. Come inside and have some breakfast. End of tape script 6.16.1. Okay, the phone I stopped at there. Bất sân bồn sạp bật bán bồn ai sạp xa lăng quýnh nằm bày bình luận cho bạn. Which word do you hear? Ta nẹ bàn lưu kiệu mùi nà. Listen again and choose the correct word that complete the sentence. Write them in your notebook. A. In a faraway land. Trong ta nâu không đầy đỏ chứ ngay. Đại sử giá. Nẹ cặp chờ. Raycrom nè, liều rứa gò vợt liều vị, chìm muối của xa bọc con. B. Con pi nè, nâu, tè, tè chìm muối nông bật ai trong phụ kề. C. They were doing, they did all the homework. C. The children listen, were listening, yo bị listen rứa gò were listening. Tâu cùng rôn phan ca rồi bỏ mặt đài trong lời chân hạ bỏ kê. Nước bê đề gửi thơ chập ra nhu. E. They were following, follow their father. Phụ kê cùng phong thơ tam ở phục rồi bỏ kê cho thuộc nông bệ. I'm written. Khi nhóm tọc slot. Say, tức là say, gửi thơ. Father isn't coming back. Mình là bá mình tà lọc một bình tế. It's cold and dark. We are trapped here in the night, and we are lost here in the rain. There was a word like cookie, mean, num cookie that thong moi, no le dum bo te. Hansel had pull. Hansel ban tin num biscuit, chop pi chen chang hai oi to bretta. Why nó khả nạ đài phụ kê cầm phong nhám rứa gà nhằm a bit of the house. Chocolate door suddenly open. Chẳng kì tha ôn điều bị vợ ít chân rứa gà ạc. Chẳng lại ạ phần này tạch tuổi này phía tia. Thuya thua bị sô cà la phim lớn bàn bạc. Hãy sợ trái quay chẳng nạ đài cụ ôi bơ của khai nó. Nâng một chân nhân dạy ta hello ta nên ná hộp tiền rồi bọc nhau và chân con sẽ đọc đường tóc video chia cùng son đó nè nếu con mơ đọc đầu tiết đây chờ được chồng lại rồi này pass simple rule draw the blank table mình là cu tà rang tập tề muối nực nông đột múc rồi bọc nè to tell story đầm bay này dạy rướng. We use different forms. Dương pra tùm rung khô phái nha nây ạ tay tạc kàl. Dương hào thá, narrative tenses, kàl đàl phô ní rai rạp. Passing form. Trọc bàn kế, pra đâm bay phần dưỡng, pratica xâm khăn ngực nông rừng. Man even in the story. I finish my homework. Nhưng bàn phương hùng vợ bọc dòng thái.
chỉ còn robot nhóm tôi xuân cho bà hỏi có liền bà toàn. Path continue. Youth trở bàn kỳ bà nằm bày bỏ nha sẽ cảm ơn phiếp vẹn chừng nữa. Đại rùm khán đòi sẽ cảm phiếp khai mùi. Lúc bây được trong một đò xuân cho bà, mật phẹt một nhóm của phụng lệ. Chúng mình đây thay dương mật phẹt của phụng lệ hai ở dương một đò. Chúng phát con nhu đi việc cao muốn phát sinh phổ. Look at tab script 6.16.1 on page 231. Find three examples of each term in the story. Write them in your notebook. Label the verb PC. Mình là PC nó cứ past simple. Or PS. PS nó cứ past simple. PC nó mình là past continue. Past continue. Use the correct form of the word in bracket to complete the story. Tab on mới bấm pin mới. Tab on ai bấm pin bàn thế. Lâu lúc luôn chạm. Thẻ phải on stop hay on chạm stop hay bấm pin cho tab đó. Tape script 6.16.2. This morning, I got up around 6 o'clock and had a shower. Then I made myself a cup of juice and some rice. After that, I put on my uniform for school. It didn't take long, as I had laid it out last night. Finally, I got ready to leave the house. I picked up my school bag containing the things I had packed the night before. As I was opening the front door, the phone rang. It was here. We had arranged to meet this morning to discuss our homework, but she was calling to say she couldn't meet me because her bicycle had a flat tire. Đây chỉ heo ấy, bà sân chỉ tay cáo là gì hẹt. Mẹt nó thì chỉ mẹt. Gẹt nó thì chỉ gọt. Ring thì chỉ rèn. Pick nó bà sân thì sẽ chỉ cáo cái time ED. Open cái time ED đây. Bà sân sẽ chỉ tay cáo. Call nó vào chân đây. Heo nó sẽ chỉ tay cáo cứ hẹt. Bà sân heo ở flat tire nên là bài còn heo flat tire. Vì ở rèn nó rịp chồng. Chúng bốn ai chờ đập xa lần với bà sân bốn đập ở tuần cho bác hơi mình ai cũng bình bàn. My morning, phê prức ở bọc nhau. What did you do this morning? Write a short dialogue about your morning. What did you do this morning? This morning I, and then, when, finally, chỉ trong cõi, what about you this morning? Discuss with your partner. Lại nên trong ở bộ thuộc cả chỉ cứu hay sẽ xe cảm phiếu luôn ái nhé. Còn ta được xa lúc lưu thọt video những bộ mình ái thua sẽ cảm phiếu luôn ái thế. Trapped. Trapped những người dân bỏ trong là chọc một tẻ. Trapped. Match the word in the box to the correct picture. Write them in your notebook. Which nó cứ mê thmục ạp thmục ấy nhóm. Khách nó cứ trộn. Xin nó scone. Pie nông pie. Nè pie. Chicken bone cho ăn mòn nè. Chicken bone. Oven lò nè. Nhưng bồn ai mơ biết nó như một cục cố mà nè khách ạ trộn. Nè vịt nè. Khách ạ. Xin. Pie. Chicken bone. Oven. Read for the big idea and answer the question. What type of children did the old woman like? Ta có mình có thể nạc lạc đài sợi vây chồng nạc nâng cư chỗ chật. How many days was Hansel in the cave? Ta Hansel nó không trốn phần mạng ngày. Hansel and Gretel were tùm rúng là tay đứa cá lắm. Very hungry clean up. Cô kê ban chú tục khăn ông chìm môi nâng sạch trầy vây chùm này. Miên bài ngành chú trả nô lực tộc. Miên nông bì skít lại bom lại cổi. Hộp tặng ổn rồi này ai. Sạch trầy vây chùm này hắn bằng như vậy thôi. Hộp thì bán hộp chẳng nè.
Đèn mà to món quạt bàn mà thèm thả nhóm chui chất mình mới là khoảng khoảng thông thông mình bị nặng bàn nhằm hay nhằm nó khả nạ đây mình nè cầm bông nhắm vô mùi nè stray với chúng ta để cua ôi phơm của khả nạ bàn quấy hay mơ phù kì stray với chúng ta để cua ôi phơm ní cứ chỉ mình thấm mục ai thấm mục ní cứ si mình tôi xong ra bà hà phê lên nghe lúc bây giờ mình bàn nhằm đều phil mình là cho ai đó mình muốn bàn đã hẹn sẽ cho được nông trộn đây nè liên chạm sau phía trộn còn to muốn liên chạm sau phía tè liên mình trong ở grab chạy trên việc tè thì bị liên rồi lên mơ hẹn sẽ là như vậy thả nhãn score mà little boy mày tội khi nhóm đang chỉ trong ở nhãn si đồ bó chung ảnh chạy chạy bần tỏ mó nhẹ nâng thuận hai bần tỏ mó khuyên nâng si nhẹ xong rõ hạt về lần mê thông bốc nâng chạy sau rèn chát nhẹ nâng thua càng ngay tiết thẳng ọt nên bàn đi dây chỉ riêng rõ thằng ấy mê thông bốc áp nâng bàn đi dây tôi gần thẻ thả give himself some more food chỉ riêng rõ thằng ấy riêng bây bẩm bẩm thằng ấy gần thẻ bàn ỏi hắn xe là sạch mua nâng những chip cake anh nôm phải lúc ngay tìm bằng phí mê thuốc này dây thả give me your arm cho người ta ở trong mọi đầy bọn nhạc mọi người ta dọn đầy bọn nhạc ở trong mọi hành xe anh sẽ đăng thả mê thuốc nó mình ai mời cho bà bàn thế quát có mình bàn ở đây rồi bà quát quát có bàn ở cho ân mòn quát để quát bàn sân xong tục mê thuốc đăng cho ân thả đăng cho ân quạt nó cứ nhậm à thà lẽ nó cứ scroll chứ nhằm thèm thiệt nó thứ ngay tị đọc mê thứ một nó cứ khẳng hàn xe nó nơi thật scroll hai mê thứ một nó cứ clear nè nhóm lần si bong pro và nhạc ngay này mê thứ một dây tờ grand chair tàu riêng chồng lò grand chair bàn tàu hay riêng chồng lò đàn niên ban phơ vi ở cả đầu và niên ban tàu mệ mục hai số thả ta nẹ ai mọc hai bình đất mưa lò ban thể và chẳng dừng thế chẳng phôn mơ đến cái ôi thua ấy dùng mà ôi chơi rơi cầm rộng trầm trâu á read again and choose the best word to complete the story write the word in your notebook listen and check connecting word we use dương pra bị then then nó bật tổ một after then first next and finally đầm bay connect đầm bay shop predica khác nó không được để phụ kê ban prap tạm lùm đập ở vầy vầy cả là nẹ mần ban nẹ mần trâu pra phụ viết nó không bị dục tê còn tại nó phê đa lùm đập bị nó cứ trâu cá ở cho bạn I had a fantastic weekend. Khi miền tháng ngày trong sắp đá đó sắp bài rì ở trà mũi. Đồng bố khi ông kê rốt đó mong rộng bày. Bọn tọp mốc khi ông nhà mà bởi bước nào ai hàng cổ phê để cho chất những kê bọc nhận. Nịch bọn tọp mốc khi ông bàn tàu video hàng video hay bàn tính DVD. Để mật phẹo bọc khi ông bàn bạp khi ông ổng phí mật sợ mình. Bật tốt bí nốt khi bạn chụp mật vẹn bọc khi nó ai xả lá nó bay lên game bảo toàn. Finally, chỉ trong cáo khi bạn tụ tẻ hai bạn mở movie chỉ mỗi cửa xa bọc khi ta cũng sắp thêm mỗi dân. Thêm 6.16.3 Tape script 6.16.3 Hansel and Gretel were very hungry. They went inside with the old woman. There was a lot of nice food on the table. There were cakes, biscuits, apples, and oranges. Eat all you can, said the old woman. Then, she added, I like big, strong children. The two children ate and ate. While the children were eating, the ugly old woman sat and watched them.
This ugly old woman was a witch, and this witch ate little boys for dinner. When the children had eaten their fill, the witch put Hassel into a cage. She locked the door of the cage. Then she locked the door of the house. She didn't want Gretel to leave the house. She looked at Hassel and said, "You're very thin, little boy. I'm going to feed you lots of delicious food. Then you're going to be fat, and I'm going to eat you for dinner." The witch looked at Gretel. "You're going to do all my housework," she said. Every day the witch said to Gretel, "Give Hassel some more food." Every day for 7 days, Gretel had given Hassel a chicken and chips, cakes and pies. On the seventh day, the witch said, "Give me your arm, Hassel." Hassel knew that the witch couldn't see very well. He didn't give his arm. He gave her a chicken bone he had saved. The witch felt the bone. She was very surprised. "You're very thin. Eat some more." On the tenth day, the witch was very angry. Hassel was still thin, and she was very hungry. "I'm going to eat your brother today," she said to Gretel. "Go and prepare the oven." Gretel went and prepared the oven. She made it very hot. She went to the witch and asked, "Can you come and check the oven?" Con ai sẽ đọc xa lâu quýnh và bán bây chơi rơ tá vô kiện quốc rưu gọi à à ít chính rưu gọi vô ít chính vô vô chính rưu gọi vô ít chính con ai sẽ đọc tiếp tục luôn ấy nó khẳng cầu lý listen and put the picture into the correct order. Chúng con chăm sẽ đọc thêm 6.16.5. Tape script 6.16.5. Once upon a time, a grandmother wanted to make her grandchildren a cookie. She made the cookie like a man. She put the cookie in the oven. After 15 minutes, she opened the oven door. The cookie man ran out of the house. Grandmother and grandfather chased the cookie man. The cookie man ran to the river and met a hungry fox. He rode across the river on the back of the fox. End of tape script 6. Hold on, stop silent when you listen, stop at you. Connect the event in your story. Now tell the story to your friend using the word below to help make the order of event clear. You don't have to use them all. First, next, then, after that, finally. Write the story of the cookie man. Use the sentence starter to write the story in your notebook. Start the story. One upon a time. One upon a time in a cabby brainy. A grandmother, she don't know, but chung for long cookie or chow chow the bok one. A. She make cookie like man. She put cookie in oven. After 15 minutes, open oven doors. Cookie man run. Grandmother and grandfather chase. Cookie man. Cookie man run river meet fog. Ride across river back fog. Will the fog eat cookie man or will cookie man run away? Run away một bị run away rất là ngại. Fog nó kinh trốn á. Could you help me with the oven? Unscramble the letter to make the correct word and match them with the picture. Chúng tôi mới muốn điệp tam lúc nào vậy? Để kia nè. Map này. Để kia nè. Oven. Đi kế. Treasure. Nè, rất là sống mặt là treasure. Nè, hạt, hạt bằng áo vậy. H-U-G. Hạt áo. Read and listen. What did Hansel and Gretel find in the bedroom? Okay, now listen. 6.16.6.
"You stupid girl, you can't do anything right," said the witch. The witch went to check the oven, and Gretel was standing behind her. When she had opened the oven door, Gretel pushed her in. Quickly, Gretel shut the oven door. Then she went and unlocked the cage. "Well done, Gretel," said Hansel. "Quick, let's go home." "No," said Gretel. "The witch has some treasure. She also has a map. Follow me. I'll show you." Gretel took Hansel to the witch's bedroom. They found the treasure and the map. "Now we can go home," said Gretel. Hansel and Gretel took a large box of treasure with them. They looked at the map and followed the trail home. The woodcutter was very happy to see his children. He hugged them both. "I looked everywhere for you, but I couldn't find you," he said. "Where's our stepmother?" asked Gretel. "She was very unkind to you. I told her to leave," said the woodcutter. "Hooray!" said Hansel and Gretel, and they danced around the room. They were very happy. Hansel and Gretel told their father about the biscuit house with the chocolate door, and they told him about the ugly old witch. Then they showed him the treasure. The woodcutter and his two children were never hungry again, and they lived together very happily. You stupid girl. Mê thơ mục nước ban tàu bị nâng mơ ló hơi Gretel cầm bông cho nó bị cởi. Niêng mê cho nó bị cởi thơ mục. Nước bê đà niêng ban bạc ló thuyê ló Gretel ban rừng niêng cho được nó. Quickly dạng lượn Gretel ban bật thuyê ló. Bần tọ mốc niêng gọi ban tàu hơi chặt sau trùng. Vài đàn ló Gretel said Hansel. Quick ở lượn tọc tập thẻ. Gretel dạy thật nổ tệ, mấy thú mốc cư miên trọc sẵn bắt lại. Điếng miên phán tìm mùi, follow me đại tạm hiểu mọc, nhóm nông bằng hai nẹ. Gretel ban dọc hành xéo, tàu bẩn tục đê dạy bọc mấy thú mốc. Vụ kê ban rô khơi trọc sẵn bắt chỉ trán hơi nâng phán tìm, ai lâu ní dưỡng ai thuộc tạc bàn, Gretel ban dạy. Hành xéo lên Gretel ban dọc bọc trọc sẵn bắt được thông mối chỉ mối được vụ kê. Phụ kê bàn khơi phán tí hơi nâng đào tàm đàn tục tẹt. Trèo trèo nâng đàn cũng là sàn tục tẹt. Nẹ cắp chứ cứ sơ bài chất nát để bàn chụp con ở bà quạt vinh. Quạt bàn ốc phụ kê tầng phê. Khi nhóm bàn cử lệ mơ cực tì cần lấy, xong rạp đẹp thì đạp. Bà nâng dễ thà, bà nâng rộ con cực lại tầng ốc. Còn một tay mình ảy rộ khơi, quạt bàn hình dễ. Ta mà ai trong dương tầng này hỏi, Gretel xuống. Nhiếng cư mình chật lo chung phục côn. Ba bàn prap quạt nâng oi chạy trên tầm. Nẹ cặp chớ lưng bàn đi dây. Hurry chơi dô. Hắn sẽ lên Gretel bàn đi dây. Hai phụ kê bàn rôm rồi chung mình mình tục phụ kê sử bài chật nặng. Hắn sẽ lên Gretel bàn prap ở phục rô bọc phụ kê ổng bì tẹt nôn bì skít để miên thuyên sô-cà-la. Hai phụ kê bàn phụ kê bàn prap quạt ổng bì mê thú mốc vây chùm ra đôi côi phương. Bật tọa bó, phụ kê bàn bằng hành quạt nâu trọc xâm bạc. Nẹ cặp chớ hai nâng côn vì nẹ nâng cư mần đài khliên to để tiết tế chẳng là mần đài ọt khliên to để tiết tế. Hai phụ kê rôn nâu chùm mùi kia giang sập bài được đề. Put the sentence in the correct order. Chân phố này đặt biệt tam đập rồi này mất. Cái này nữa. Nhưng khi nông mì riêng nâng cư bồn dơ lộn bì ca pra phát simple. Ai nâng phát con nhu nó bệnh nạ. Bạn xong mọi con bồn bồn xa chứ thầm mấy chung phố. Ca tam đàn nô vi tổ lúc rút bì đàm hồn anh chọc. Ôn ách mơ video là group bên nào các bạn. Nó bên nào bật to bị ổn riêng và lọc một phía xa là mình. Ôn ách mơ xa là mình đồng bày bỏ lực chùm nạc lực là bỏ ổn xong rạp ổn hết xoay xoay. Ôn ách mơ là mình tốt đồng bày bỏ ổn chết. Phụ kè được sắc phụ kè. Và chùm riêng bốn bốn tình ổn kia. Goodbye. Chúc mình đến tìm đọc.